Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Hỷ, nộ, ái, ố trong phiên tòa chuyến bay giải cứu. Tạp chí Diễn đàn Thế kỷ ngày 28 tháng 7 có đăng bài viết của nhà văn Trần Trung Đạo bình luận về phiên tòa chuyến bay giải cứu. Và đây là hình bài viết trên Diễn đàn Thế kỷ. Theo đó, phiên tòa xử 54 bị can về tội tham nhũng, nhận hối lộ và đưa hối lộ trong việc tổ chức 2.000 chuyến bay để đưa 200.000 công dân Việt Nam từ 62 quốc gia về nước đã trở thành một sân khấu với tất cả đặc điểm hỷ, nộ, ái, ố. Tác giả cho rằng, công chúng quan tâm theo dõi không chỉ vì mức độ nghiêm trọng của vụ án, mà còn để nghe và nhìn tường tận qua các video những con người độc ác đã lợi dụng hoàn cảnh vô cùng khó khăn của nạn nhân nghèo khó để làm giàu. Nhà văn Trần Trung Đạo nêu dẫn chứng với những đặc điểm hỷ, nộ, ái, ố như sau. Theo lời khai của Trần Thị Mai Sa, giám đốc công ty Master Life, can tội đưa hối lộ, những người tổ chức còn o ép, vòi tiền cả những hũ tro cốt hồi hương trên chuyến bay giải cứu. Tô Anh Dũng, thạc sĩ về quan hệ quốc tế tại Đại học Kyiv, Ukraine và Đại học Uppsala, Thụy Điển, cựu Thứ trưởng Ngoại giao đã tuyên bố một câu còn khờ hơn một em bé 5 tuổi khi nhận 21,5 tỷ không nhận thức được là hành vi vi phạm. Ông ta không chỉ nhận một lần mà nhận 37 lần, tức ông đã có tới 37 lần để ý thức hành động của mình là đúng hay sai. Phát biểu của bị can Trần Văn Dự, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, phản ánh đúng với thực tế xã hội đen đỏ, hên, xui, bị lộ, chưa bị lộ tại Việt Nam như sau. Tôi số đen, không may thì thôi, trả lại cho nhà nước cũng được, không sao cả. Video tường thuật của báo Thanh Niên và bài vụ chuyến bay giải cứu, quan chức đi tù, nghỉ dưỡng, AFA, ngày 22 tháng 7 năm 2023. Tác giả cũng dẫn lời phát biểu của một bị can mà tác giả cho rằng mang màu sắc địa phương Thi Phú. Đó là cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quảng Nam Trần Văn Tân bị kết tội nhận hối lộ 9 lần lên tới 5 tỷ đồng nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ra vài câu thiền thi và vài đoạn kiều để nói lên hoàn cảnh của mình, giống như lúc Hoạn Thư tự biện hộ trước phiên tòa của Kiều. Trót đà gây việc chông gai, còn nhờ lưỡng bể thương bài nào chăng? Theo nhà văn Trần Trung Đạo, nếu hiểu đúng ý câu Kiều, tham nhũng dưới chế độ này chẳng khác gì tính ghen tuông, thường tình trong phụ nữ, ai mà chẳng có. Rất nhiều câu phát biểu ngô nghê, đến độ khó tin của những người cách đây vài tuần, đóng một vai trò quan trọng trong bộ máy quyền lực tại Việt Nam. Và đây là hình một pano tuyên truyền với khẩu hiệu chống dịch. Lướt qua danh sách bị can, những kẻ nhận hối lộ đều nằm trong cơ chế với các cấp thứ trưởng, đại sứ, cục trưởng, tổng lãnh sự, vụ trưởng, trợ lý phó thủ tướng, phó chủ tịch tỉnh, chuyên viên. Đó là chưa kể chủ tịch nước, phó thủ tướng, bộ trưởng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho phép hạ cánh an toàn, dù có thể đã ăn cắp của dân cả núi tiền. Nguyễn Phú Trọng bao che cho Nguyễn Xuân Phúc chẳng phải vì lòng thương xót hay cảm tình riêng, mà có thể chỉ vì chức vụ của ông Phúc quá cao và tài sản của vợ chồng ông Phúc quá lớn. Đưa tội ác của vợ chồng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra ánh sáng đồng nghĩa với việc đưa tội ác của đảng ra ánh sáng, chế độ sẽ lung lay tận gốc. Nhưng cho dù bi, hài, phẫn, nộ, kinh tởm hay gì đi nữa, vụ án này sẽ qua đi, nhường chỗ cho những vụ án khác có thể còn hấp dẫn hơn. Thảm kịch Việt Nam đã diễn ra ít nhất 48 năm, sẽ tiếp tục thêm nhiều màn khác. Việt Nam vẫn sẽ là một con thuyền giữa biển khơi không bến đỗ. Trong lời nói sau cùng, các bị can đều trước hết xin lỗi đảng. Không ai trong số họ xin lỗi mấy trăm ngàn nạn nhân và hàng triệu người trong gia đình họ phải vay, vét từng đồng để đóng cho đám quan lại tham ô trong triều đình Cộng sản. Bên trong là một triều đình Cộng sản độc tài thối nát và bên ngoài giặc Tàu xâm thực gần hết các biển đảo Việt Nam. Đừng khóc cho quê hương,
mà hãy làm một điều gì đó trong điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người để góp phần thay đổi Việt Nam. Các nhà sinh học rất khó tìm những con thú không có tình đồng loại, nhưng nếu muốn tìm những con người không có tình đồng bào thì rất dễ, chỉ cần đến Việt Nam theo dõi phiên tòa chuyến bay giải cứu. Cuối cùng, tác giả kết luận rằng, tội ác sẽ không bao giờ xóa được khi các nguyên nhân gây ra tội ác vẫn còn tồn tại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hỷ, nộ, ái, ố trong phiên tòa chuyến bay giải cứu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Có chạy án trong phiên tòa chuyến bay giải cứu không? Báo Đất Việt ngày 29 tháng 7 có bài viết của tác giả Vô Viễn bình luận về phiên tòa chuyến bay giải cứu, làm công luận Việt Nam phẫn nộ những ngày qua. Và đây là hình bài viết trên báo Đất Việt. Theo đó, khi nói đến Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an, tác giả cho rằng Hưng đang chống đảng vì Hưng không chịu khuất phục đảng, theo một cách là không nhận tội vì đảng muốn Hưng phải nhận tội. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị 18 năm tù, nhưng sau đó tòa đã tuyên án chung thân vì đây là một sự răn đe cho những thành phần có ý chống đảng, một bản án có tính răn đe thật mạnh, tác giả nói. Tòa kết tội Hưng là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tác giả cho rằng, một tội như vậy mà xử chung với cụm hối lộ này thì đúng là sai. Và giờ đã công nhận sai, vì bản chất của hai vụ khác nhau, nhưng vẫn đem xử chung như vậy thì rõ ràng là có vấn đề. Tác giả nói tiếp, phiên tòa này đúng là một vụ chạy án công khai, quan tòa vận dụng tất cả tình tiết giảm nhẹ, nhưng lại không hề nói đến tình tiết phải tăng thật nặng. Đó là lợi dụng lúc dịch bệnh, nguy nan của người dân và nhận hối lộ nhiều lần, thực hiện hành vi nhiều lần. Trong bộ luật hình sự có điều khoản cho tội này. Nếu như các phiên tòa của Việt Nam có xử theo hướng chia từng phần, thì phiên tòa này là xét xử thành phần cóc nhái, vì tổng số tiền chỉ khoảng 165 tỷ đồng, trong khi vụ này là 4.000 tỷ đồng. Không biết cơ quan điều tra có khởi tố thành phần cọp, voi lúc sau hay không, hay đây là chính thức kết thúc cũng như chìm xuồng trùm cuối an nhiên. Tác giả cho rằng, phiên tòa chuyến bay giải cứu lần này rất có thể là làm nền cho vụ Cactus Việt Á, nên có lẽ vì vậy mà Hưng đã bị tòa chơi tới bến như vậy. Điều này sẽ khiến cho tất cả bị cáo của vụ Cactus dễ ngoan ngoãn đi theo một kịch bản đã dàn dựng. Xem như kết thúc sơ thẩm thì bản án tử cho Kiên đã xuống còn chung thân và tăng án cho Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự, chắc tại bà này ăn mà không chịu ói. Nói chung, không ai bị tử hình là phiên tòa rất vui. Vui như ta chơi xếp hình, muốn xếp sao thì xếp. Theo thông tin từ báo chí trong nước, chiều ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Phiên xét xử kết thúc sau 18 ngày, sớm hơn 12 ngày, so dự kiến kéo dài 1 tháng. Và đây là hình các quan chức tham nhũng trong vụ án này. Tòa đã tuyên mức án cao nhất là tù chung thân về tội nhận hối lộ đối với 4 bị cáo. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng Phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Luật sư Ngô Anh Tuấn từ Hà Nội bình luận về các bản án cho rằng, đối với một số quan chức khác thì mức án khá thấp và nêu ví dụ về trường hợp của ông Chữ Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, người bị tuyên án 3 năm tù giam vì nhận hối lộ 2 tỷ đồng, khi duyệt và ký chủ trương cho doanh nghiệp được đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly tại Hà Nội. Trong thời gian nghị án,
tập thể 71 cán bộ và giáo viên thuộc trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội đã gửi tâm thư đến hội đồng xét xử, bày tỏ mong muốn cấp sơ thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Dũng. Tôi không hài lòng với mức án của ông Dũng vì có khá nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng cũng có nhiều tình tiết tăng nặng, nên khi xem xét thì tùy vào đó mà có thể vượt khung. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Có chạy án trong phiên tòa chuyến bay giải cứu không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.